Xin thưa bà con, hôm nay chạy trùng quế hay ngon, xin chia sẻ một cái video ngắn ngắn về cái cách mà mình cho con trùng quế nó ăn, mà chăm sóc con trùng quế để nó được một cái thành công tốt nhất trong lĩnh vực nuôi trùng quế. Thì giấc này khoảng cỡ 15 giờ thì cái đứa cháu nó làm tiếp cho tôi là Hai Ngôn, chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long là tôi. Thì nó đang quậy cái con bò như thế này. Thì bà con thấy đây, cái phân bò là trước khi mình cho con trùng ăn thì mình cứ đổ vô một cái thùng như thế này nha, bà con thấy quậy lên cho nó tơi hết, nó tơi nó không còn quấn cục lại nha, tơi lên hết thì quậy như vậy khoảng cỡ 15-20 phút thì nó sẽ tơi đều ra hết nha bà con. Thì khi nó tơi đều ra hết thì bắt đầu mình sẽ múc ra một cái xe rùa như thế này à, bà con thấy xe rùa như thế này đây, mình múc đổ vô cái xe rùa thì mình sẽ đẩy vô, mình cho con trùng quế nó sẽ ăn. Bà con thấy đi với tôi, đi với tôi vô cái trại trùng quế đây. Thì đi vô thì cái cách cho ăn nó như thế này, bà con thấy nè, cái mấy cái đường phân bò mới ha, thì cho ăn như thế này, thì cho ăn như thế này là gọi là cho cách cho con trùng quế ăn nổi. Thì mình cho ăn như thế này thì cái tỷ lệ cái con trùng thịt nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhiều hơn. Cái cách mình cho ăn chìm, mình cho ăn chìm là cái phương pháp mình làm biến. Mình có cái lượng phân bò nhiều rồi, mình làm biến, mình cứ móc một cái đường mương lên, mình đổ cái phân bò vô, tự rồi thời qua thời gian con trùng nó cứ nó bò nó tiến ra nó ăn lần dần. Đó là cái cách, đó là kêu cách cho ăn chìm. Cái cách đó thì nó sẽ lâu hơn, nó sẽ lâu phát triển cái con trùng thịt hơn. Nhưng điều bà con cứ mạnh dạn là hai cách cho ăn chìm quan nổi đều đạt được tỷ lệ như nhau, nhưng có một cái là một cái nhanh và một cái chậm. Thì này tôi chia sẻ cho bà con cái cách này là cái cách cho ăn nổi. Cái cách này thì cái tỷ lệ con trùng quế nó phát triển rất nhanh thôi bà con. Thì thỉnh thoảng lâu lâu thì tôi cũng có quay một vài clip tôi đăng lên trên cái trang Facebook và những cái Zalo hoặc là những cái kênh YouTube. Thì thường là đăng lên kênh YouTube chạy trùng quế Hai Ngôn và cái Facebook của tôi, là cái số điện thoại của tôi luôn, là số điện thoại của tôi là 0986203159 thì trên Facebook. Thì những cái gì chạy trùng quế Hai Ngôn Vĩnh Long của chúng tôi sẽ làm được mà nó có hiệu quả thì tôi đều quay lên một cái video, mà tôi cũng xin chia sẻ với tất cả bà con trong cái lĩnh vực làm hữu cơ, chăn nuôi hữu cơ, ví dụ như nuôi lươn, nuôi cá, nuôi mà hữu cơ thì có thể mình nuôi con trùng quế. Và bà con nào mà có nuôi bò đó, nuôi dê, nuôi thỏ, nuôi con heo, mình vẫn nuôi được con trùng quế. Cái phân heo vẫn nuôi được trùng quế nha bà con, rất đơn giản. Và những cái thức ăn phụ phẩm nông nghiệp như rơm, một cỏ một đều cho con trùng quế ăn được hết. Thì nếu bà con nào có đam mê về lĩnh vực nuôi trùng quế thì cứ gọi cho tôi vô cái số điện thoại là 0986203159, đó tôi là Hai Ngôn. Tôi sẽ chia sẻ cái cách nuôi con trùng quế tùy theo cái thức ăn rơm một cỏ một, phân bò, phân dê, phân thỏ và phân con heo và cả luôn cái phân con heo rừng. Thì tôi đều chia sẻ cho bà con ha. Thì bà con cứ yên tâm đi, bà con mua cái sinh khối của tôi cũng chia sẻ, mà không mua tôi cũng chia sẻ nữa, chứ tôi không có giấu một cái gì hết. Thì bà con thấy đây, cho ăn đổ vậy. Thì cái học nuôi con trùng quế thường là làm bề ngang khoảng từ 1,5 m cho tới 2 m thôi, chứ đừng có làm dài quá nha bà con. Làm dài quá thì cái mình cho ăn như vậy, cái gào mình múc nó đổ hơi nặng cái tay mình, hơi khó cho ăn. Thì hôm nay tôi có một video ngắn ngắn tôi xin chia sẻ với tất cả bà con nào nuôi trùng quế thì nên xem những video này để nghiên cứu thêm cái cách mà mình nuôi trùng quế để cho nó đạt mong muốn tốt nhất. Tôi xin chúc bà con được nhiều sức khỏe, vạn sự như ý, thành đạt trong cái công việc chăn nuôi về cái ngành nông nghiệp chăn nuôi hữu cơ. Tôi xin chào bà con.